Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Lại còn không rên đâu mẹ na mắng đó. Đánh vần thôi á á ớ ớ. Nước TikTok từ trên xuống dưới, quanh đi quẩn lại vẫn hai cái chèn này. Xin chúng mày đừng có đu chân này nữa. Tao thực sự cảm thấy ám ảnh luôn. Lại còn đến tôi bất tài vô dụng nữa. Đi đâu cũng thấy co giật nả tim. Co giật thì tao có thể chấp nhận. Còn hai chân kia chúng mày dừng đi nha. Tao cảm thấy nó cứ ối giời ôi. Tao chỉ nói lên quan điểm của tao. Chúng mày đừng có ném đá tao nhá. Ai cảm thấy đúng thì cho xin một tim nhá. Yeah.